Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề 4 cách đơn giản giúp ngăn ngừa đột quỵ, ngủ ngày dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh Alzheimer và làm việc ca đêm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chế độ ăn uống không lành mạnh dẫn đến tăng huyết áp và lượng cholesterol trong máu, dẫn đến tăng nguy cơ đột quỵ. Các chuyên gia khuyến cáo nên thực hiện chế độ ăn ít chất béo và giàu chất xơ, ăn nhiều trái cây tươi, rau quả và ngũ cốc. Đảm bảo chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng rất quan trọng, không ăn quá nhiều một loại thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chứa nhiều muối và thực phẩm chế biến. Nên hạn chế lượng muối ăn vào không quá 6 gram một muỗng cà phê một ngày vì ăn quá nhiều muối sẽ làm tăng huyết áp. Tập thể dục. Một chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với tập thể dục thường xuyên là cách tốt nhất để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Đối với người khỏe mạnh nên dành ít nhất 150 phút, 2 giờ 30 phút mỗi tuần để tập thể dục cường độ trung bình, chẳng hạn như đạp xe hoặc đi bộ nhanh. Các nhà khoa học cho biết việc thường xuyên cảm thấy buồn ngủ quá mức vào ban ngày, EDS, có liên quan đến sự tích tụ amyloid beta dẫn đến nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer. Việc xác định sớm bệnh nhân có dấu hiệu EDS và điều trị rối loạn giấc ngủ cơ bản có thể giúp làm giảm tích tụ amyloid beta ở nhóm dễ tổn thương này, do đó có thể ngăn ngừa hoặc có phương pháp điều trị thích hợp ở thời kỳ khởi phát của bệnh. Bỏ thuốc lá. Hút thuốc lá có thể gây hẹp động mạch, giảm chức năng của mạch máu, làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ. Bạn có thể giảm nguy cơ bị đột quỵ của bản thân bằng cách dừng hút thuốc lá. Không hút thuốc lá giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng khác như ung thư phổi và bệnh tim. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Mỹ cho thấy những người thường xuyên buồn ngủ ban ngày có sự tích lũy các mảng amyloid cao trong não, nguyên nhân chính gây bệnh Alzheimer. Các nhà khoa học cho biết việc thường xuyên cảm thấy buồn ngủ quá mức vào ban ngày, EDS, có liên quan đến sự tích tụ amyloid beta dẫn đến nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer. Việc xác định sớm bệnh nhân có dấu hiệu EDS và điều trị rối loạn giấc ngủ cơ bản có thể giúp làm giảm tích tụ amyloid beta ở nhóm dễ tổn thương này, do đó có thể ngăn ngừa hoặc có phương pháp điều trị thích hợp ở thời kỳ khởi phát của bệnh. Trên trang Sức khỏe và đời sống, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh và Mỹ đã cho biết làm việc ca đêm có liên quan đến nguy cơ gia tăng mắc bệnh đái tháo đường type 2. Cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin về tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tiền sử gia đình mắc bệnh đái tháo đường, sử dụng rượu, thời gian ngủ, chỉ số khối cơ thể BMI và các đặc tính sức khỏe và hành vi khác. Sau khi hiệu chỉnh những yếu tố khác liên quan đến bệnh đái tháo đường, nghiên cứu nhận thấy rằng so với người làm việc ban ngày, những người làm việc ca đêm tăng 44% nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Công việc thay đổi sang ban đêm có thể gây lệch nhịp điệu sinh học, giảm tiêu hao năng lượng và hạn chế một phần giấc ngủ. Tất cả có thể đóng góp vào nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Thưa quý vị và các bạn, 6 loại quả thực sự tốt cho trẻ em sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.